gia tăng biện pháp phòng ngừa lây bệnh COVID-19 tại cuộc tranh luận phó tổng thống. Một tấm vách được dựng ngăn cách giữa phó tổng thống Mike Pence và thượng nghị sĩ Kamala Harris trong cuộc tranh luận tại trường đại học University of Utah. Đây là yêu cầu từ phía ban vận động tranh cử của bà Harris để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm khi bà tham gia tranh luận vào thứ Tư ngày 7 tháng 10. Một bản hướng dẫn của Ủy ban tranh luận cho biết tất cả những ai có mặt tại hội trường theo dõi cuộc tranh luận phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm xét nghiệm COVID-19 và đeo khẩu trang. Thông báo nhấn mạnh rằng bất kỳ ai không đeo khẩu trang sẽ bị đưa ra ngoài khán phòng. Vào tuần trước, thì tại cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, hầu như là tất cả những người trong gia đình và các nhân viên phụ tá của Tổng thống đều không đeo khẩu trang, mặc dù nội quy của buổi tranh luận đã nêu rõ và cả hai ban vận động đều đồng ý.